Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã công bố tân binh thứ tư trước thềm mùa giải 2023. Bốn cái tên đó là Lê Thanh Bình từ câu lạc bộ Khánh Hòa, Lâm Ti Phong từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Paulo Conrado từ Batum United và Bruno Cantahede từ câu lạc bộ Anmesai Mikata. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã công bố tân binh thứ tư mới tuyển mộ, đó là tiền đạo Bruno, người Brazil từ câu lạc bộ Anmesai Mi, đội bóng đến từ Qatar. Trước đó, họ đã sở hữu Lâm Ti Phong và Lê Thanh Bình và Paulo Conrado. Điểm qua một vài thông tin về bốn bản hợp đồng được cho là đất sắt ra miếng của Thanh Hóa. Đầu tiên là chân sút người Brazil, Paulo Conrado, sinh năm 1991, sinh ra và lớn lên tại Sao Paulo. Câu lạc bộ Thanh Hóa phải cạnh tranh gay gắt với hai đội bóng khác tại Thai League 1 tương đương giải hạng nhất Việt Nam là Bra chủ ấp và Khon Ken mới có được chữ ký của chân sút này. Được nhiều đội bóng săn đuổi và đã tập luyện cùng đội bóng mới, nhưng tiền đạo này vẫn quyết định chuyển đến Việt Nam để khoác áo đội bóng xứ Thanh. Trong quá khứ, Conrado từng có hai trận đấu ra sân tại Europa League cho câu lạc bộ Zaria Bắn Ti tại Moldova. Cầu thủ này gây tiếng vang lớn tại Thái Lan khi chuyển đến chơi bóng ở xứ sở Chùa Vàng và chơi cho đội bóng giàu có bao giờ Batum United. Paulo Conrado được kỳ vọng sẽ là chân sút chủ lực của Đông Á Thanh Hóa ở mùa giải 2023 khi đối tác của anh trên hàng công là Bruno, người đã khẳng định được bản thân mình tại V-League. Cầu thủ chạy cánh người Quảng Ngãi, Lâm Ti Phong, sau khi chia tay chiến hạm đỏ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa làm bến đỗ tiếp theo với thời hạn 3 năm. Sự ra đi của Lâm Ti Phong khiến người hâm mộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh tiếc nuối. Việc chiêu mộ Lâm Ti Phong về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được xem là bản hợp đồng thành công hiếm hoi dưới thời cựu chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng. Cầu thủ gốc Quảng Ngãi từng là thành viên của đội U19 Việt Nam và gây tiếng vang lớn với người hâm mộ năm 2014, thành viên đội U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2016. Lâm Ti Phong từng chơi nổi bật ở câu lạc bộ Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam trước khi chuyển đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mùa bóng anh thi đấu tốt nhất là năm League 2017. Khi anh có 7 pha lập công sau 22 trận đấu, Lâm Ti Phong từng cùng Touré và Nguyễn Hoàng Quốc Chí tạo nên bộ ba tấn công lợi hại, giúp Khánh Hòa đoạt huy chương đồng Nam League 2018. Cầu thủ sinh năm 1996 có sở trường đá cánh, sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ và kỹ thuật tốt. Anh thi đấu nổi bật nhờ tư duy chơi bóng ấn tượng. Trong khi đó, Lê Thanh Bình vốn là tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Thanh Hóa. Tháng 7 năm 2020, Lê Thanh Bình chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Bình Định và thi đấu đến đầu mùa giải 2022, sau đó được Topeland Bình Định cho câu lạc bộ Khánh Hòa mượn ở nửa mùa giải còn lại năm 2022. Khép lại mùa giải 2022, Lê Thanh Bình hết hợp đồng và quyết định tái hợp với Đông Á Thanh Hóa. Sự góp mặt của cầu thủ sinh năm 1995 này sẽ giúp Đông Á Thanh Hóa tăng cường hàng công và sẽ là con bài chiến thuật giúp huấn luyện viên Poport giải bài toán hàng công. Cuối cùng là cựu vua phá lưới V-League 2019 Bruno, người từng thi đấu cho Viettel và Hà Nội trước khi chuyển sang Indonesia và Qatar để thi đấu. Đội bóng xứ Thanh đã chi ra một số tiền không hề nhỏ để mua lại hợp đồng của Bruno từ câu lạc bộ Pers Bandung Indonesia. Bruno Cantahede sinh năm 1993, cao 1m87 và tới từ Brazil. Anh trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Sao Paulo và từng kinh qua nhiều đội bóng quê nhà rồi trước khi khoác áo Viettel vào năm 2019. Ngay mùa đầu tiên, chân sút này đã đoạt ngôi vua phá lưới với 15 bàn thắng. Mùa giải 2021, anh chuyển sang khoác áo Hà Nội FC, nhưng thi đấu không thành công và bị thành lý vào cuối mùa do giải đấu bị hủy vì COVID-19. Mùa vừa qua, khoác áo câu lạc bộ Anmesai Mi thi đấu tại giải Qatar, Bruno Cantahede ra sân 8 trận và ghi 8 bàn thắng. Ngay trong trận ra mắt khán giả nhà trong trận giao hữu với Sông Lam Nghệ An thì Bruno đã có cho mình 2 bàn thắng rất đẹp mắt. Hy vọng với những nhân sự đã đem về trong thời gian qua sẽ giúp huấn luyện viên Poport xây dựng được một đội bóng mạnh, đủ sức chen chân vào top 5 khi các đội bóng khác đầu tư rất nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng. Trong thời gian tới, đội bóng xứ Thanh sẽ đem về thêm một cầu thủ Việt kiều để làm dày thêm đội hình. Đội hình tối ưu của Thanh Hóa: thủ môn Nguyễn Thanh Diệp, bộ đôi trung vệ Nguyễn Minh Tùng và Gustavo, hậu vệ cánh trái Đàm Tiến Dũng, hậu vệ cánh phải Trịnh Văn Lợi, tiền vệ trung tâm Lê Phạm Thành Long và Đinh Tiến Thành, tiền vệ cánh trái Lâm Ti Phong, tiền vệ cánh phải Nguyễn Trọng Hùng, tiền đạo Paulo Conrado và Bruno. Dạy, hello. Xin chào quý vị và các bạn đến với sân vận động tỉnh Thanh Hóa. Thời tiết ngày hôm nay nắng cháy bỏng, không khác gì chảo lửa trên sân. Các bạn có thể thấy những cổ động viên cuồng nhiệt của đội bóng đang đến từ rất sớm từ khắp nơi trên mọi miền của đất nước. Xa xa là những cổ động viên đang ngồi trên nóc nhà, họ đang theo dõi những cơn động và không phân.
Nam hay là nữ trẻ em, thanh niên hay là các cụ già, tất cả đến đây có một tinh thần cuồng nhiệt cháy hết mình về thể thao bóng đá. Và tôi là MC TMZ của mình đến các sĩ thị đang